làm món salad. Nguyên liệu gồm có ngô ngọt, khoai tây, cà rốt, rau xà lách. Và điều không thể thiếu đó là sốt mayonnaise và nước sốt mèo rang. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành làm. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cắt thái khoai tây thành những hạt đều, rồi sau đó thả vào nước. Thì các bạn có thể mua bắp ngô sống ở ngoài chợ về, hoặc là mua ngô ngọt được chế biến sẵn, nhưng mà mình mua ngô ngọt về chế biến ăn nó sẽ ngon hơn. Rau xà lách cũng thế, chúng ta mua ở chợ về và rửa sạch nó đi, để sau khi đã các công đoạn khoai tây, cà rốt và ngô đã được nấu chín thì lúc đấy ta mới trộn xà lách vào. Bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn luộc ngô, cà rốt và khoai tây. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành công đoạn luộc. Tôi đã cho nước vào nồi rồi và bây giờ chúng ta sẽ đun sôi lên. Trong khi chờ nước sôi thì ta sẽ rửa lại khoai tây nhé. Bây giờ thì khoai tây đã được rửa sạch lại rồi. Chúng ta sẽ đợi nước sôi. Rất nhanh thôi.
là nó đang sủi lên rồi. Đã sôi rồi. Chưa? Giờ thì nước đã sôi rồi. Ta sẽ cho cà rốt vào luộc trước nhé. Vì cà rốt nó sẽ lâu chín hơn là khoai tây. Đấy, các bạn lại đậy vung vào. Cho nó sôi một lúc rồi ta lại đổ khoai tây vào. Cà rốt sôi được một lúc rồi thì các bạn đổ khoai tây vào nhé. Đảo đều lên. Đảo đều lên rồi chúng ta lại đợi khoảng 5 đến 7 phút cho khoai tây và cà rốt sôi lên. Sau khi khoai và cà rốt đã được thì ta sẽ vớt ra rổ và để ráo nước cho nó nguội. Đó, tiếp tục ta cho ngô vào luộc. Để ngô được ngọt hơn và căng mọng, chúng ta cho một ít đường vào. Cho một ít đường vào để làm cho ngô ngọt và căng mọng lên. Bởi vì khi mà chúng ta không cho đường, khi mà các bạn luộc xong ngô thì thường nó hay bị xẹp lại, nó không có độ căng mọng lên. Và ta lại đợi cho ngô sôi lên một chút. Khoảng tầm ta rồi nó rất là nhanh chín, chắc thì khoảng tầm 3 phút 4 phút là ngô chín thôi. Rồi thì ngô đã chín rồi. Các bạn nhìn này, hạt ngô rất là căng mọng. Bây giờ ta sẽ vớt ra để ráo nguội như là khoai tây và cà rốt. Rồi bây giờ thì khoai tây, cà rốt và ngô đã được chế biến xong. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ làm nguội, sau đó mới đổ sốt mayonnaise vào trộn. Các bạn lưu ý là phải để cho hai thành phẩm này thật nguội thì khi đổ sốt mayonnaise vào nó mới không bị ướt. Không thì là khi mà vẫn còn bị nóng thì khi ta đổ sốt mayonnaise là nó sẽ bị chảy ra. Sau khi khoai tây, cà rốt và ngô đã nguội, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành trộn. Các bạn lấy rau sống cắt ra. Rau sống chúng ta lấy ra vậy ngô nước đi. Tiếp đến là ngô ngọt.
Có nhiều người thì họ còn cho thêm cả đậu Hà Lan và một ít thịt sông khói. Nhưng mà những cái thứ đấy nó hơi mắc tiền nên là mình cũng không mua. Bây giờ ta sẽ bơm sốt vào. Rất dễ ăn, dễ làm. Nên là cuối tuần khi rảnh rỗi các bạn nên làm cho nhà mình ăn. Cái này có thể ăn thay cơm được. Sau khi salad đã trộn xong, chúng ta cho vào đĩa. Ăn vào mùa hè rất là mát, rất thích hợp với người lớn và đặc biệt là trẻ con. Với những bạn mà lười ăn rau thì ăn như thế này thì các bạn thì có thể ăn hết cả một đĩa. Bây giờ chúng ta dưới một ít sốt mè rang lên cho dậy mùi. Vì cái sốt mè rang này nó có mùi thơm của mùi thì nó rất là ngon. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và chúc các bạn thành công với món ăn này. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau. Xin chào các bạn.